Xin chào quý vị các bạn, nối tiếp series giới thiệu các linh kiện các dịch vụ đang được triển khai tại Di động Cao cấp.vn. Nay Di động Cao cấp.vn giới thiệu với bạn dán cường lực của BlackBerry Brief tại Di động Cao cấp.vn. Trên hình các bạn thì thấy đây là tấm dán cường lực của BlackBerry Brief đang có bán tại Di động Cao cấp.vn. Hy vọng qua video này quý khách hàng sẽ có thể tự dán được dán cường lực của BlackBerry Brief tại nhà. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải vệ sinh sạch cái màn hình của BlackBerry Brief đi, sau đó mới dán được. Chuột. Gần như sạch bong rồi em ạ. Em có thể em dán luôn rồi. Để em dán anh nhé. Khi mà chúng ta đã vệ sinh sạch màn hình của Brief rồi thì với tấm dán cường lực của BlackBerry Brief đang có bán tại Di động Cao cấp.vn, quý hàng chỉ cần bóc cái lớp sau của máy đi là chúng ta có thể dán được luôn. Đó. Chúng ta sẽ bóc cái lớp dán này đi. Nó có một lớp seal đằng sau như này. Rồi. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về tấm dán cường lực của BlackBerry Brief cũng như các loại miếng dán khác của BlackBerry, quý khách hàng vui lòng truy cập website www.di.cao cấp.vn hoặc gọi điện thoại đường dây nóng 04 66 75099 để tư vấn hỗ trợ nhanh và chi tiết nhất. Vậy là mình đã dán xong tấm dán cường lực BlackBerry Brief tại Di động Cao cấp.vn. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về các linh kiện của điện thoại BlackBerry Brief, quý hàng vui lòng truy cập website www.di.cao cấp.vn hoặc gọi điện thoại đường dây nóng 04 66 75099. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Một lần nữa, Di động Cao cấp.vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang có bán tại Di động Cao cấp.vn chúng tôi.